trăm vôn. Thông số kỹ thuật 175W lắp ráp tại Hàn Quốc. Loa A, loa B là loa chính, loa surround, loa center, loa trung tâm, loa lời. Và tiếp theo bên này là loa xúc điện. Đó. Các đường tín hiệu vào analog thì rất nhiều, các bác có thể cắm vào CD, tuner, DVD, TV. Còn đường quang thì nó mặc định là ở hệ DVD anh em nhá. Đường quang nó có cả analog và cả DVD, có cả analog và đường quang. Thì mình sẽ để chế độ auto, nó sẽ tự nhận hệ âm thanh. Số series 6749, made in US, Korea. Bấm ly này thì cửa hàng đã bán những con trước và cũng có ghép cả vang vào để hát karaoke nhẹ nhàng và những đôi loa nghe nhạc hoặc là loa karaoke chính hãng Bass 20. Có nghĩa là anh em cũng có thể chơi đa di năng với sản phẩm này một chút. Và giá, anh em để ý cái giá nha, chỉ 2.300.000 đồng thôi, một cái giá siêu rẻ rồi. Mà anh em nhìn lại mặt tiền, giới thiệu kỹ nó là chính thôi, nhưng còn sản phẩm này thì có rất nhiều clip test nhạc cho những con âm đi đã bán trước rồi. Mặt vàng chanh. Nghe nhạc đường quang, tín hiệu các bác đang nghe là đường quang. Và nó cũng hiện chữ digital luôn trên máy này. Đó. Đây, nó có nút này. Đây là các hệ âm thanh vòm nhá. Tại sao nó có nhiều đường ra loa vậy? Bởi vì đây là một âm đi đời cao, ngoài việc nghe nhạc sitte, chuyên về nghe nhạc hệ sitte, thì anh em có thể bấm nhiều kiểu nhạc. Đó. Mỗi kiểu này nó là một cái hệ âm thanh vòm, âm thanh 3D. Thì khi nghe nhạc thì tôi vẫn khuyến khích các bác là để chế độ sitte, chuyên về nghe nhạc, nút này. Và cái chế độ mà nhận đường quang hoặc là analog ấy, thì mình để cái nút input mode này này, để mặc định là auto, nó sẽ tự nhận. Đó. Đây đang cắm đường quang, nó sẽ hiện ra hệ quang auto. Còn đây là đường vào âm thanh, chuyển sang analog này. Đó, analog nhận này. Đó. Ta cắm đường analog vào CD mà. Khi các bác đánh hai đôi loa liền AB cộng B thì bấm sáng cả hai. Còn đây đang đấu một đôi A thì có thể tắt B đi được. Rất dễ sử dụng thôi. Anh em nếu mà chưa biết sử dụng âm đi số thì cứ theo dõi những video này. Bởi vì cửa hàng miêu tả những cách sử dụng rất kỹ. Volume đây nó theo chiều âm về mức 0 và theo cả chiều dương nữa anh em nhá. Con âm đi này nó chạy 10 con sò thang. Cuối video thì mời các bác xem nội thất sau. Góc cạnh là không vỡ nát, chỉ xước sát theo thời gian, nhưng cái giá theo cái này là quá đẹp rồi anh em, khỏi phải quan tâm. Nó rất vừa tiền cho những bác nào muốn những sản phẩm âm đi rẻ tiền mở lại được ngon, được hay, được xịn. Giải mã, giải mã trực tiếp nha. DVD. Đó. Đường quang mặc định ở cái nút này anh em nhá. Còn analog các bác có thể cắm vào bất kể những cái nút nào ở đây. Cắm vào đằng sau tên tương ứng. Tên là 1500. Ok, bây giờ sẽ cho xem nội thất một chút. Có thể ở video thứ hai. Em nói khi tim mình cho thật nhiều nhưng chẳng nhận được bao nhiêu. Tại sao lại gọi anh bằng chú khi em biết anh buồn, em biết anh buồn từ khi em sinh.
chào.